hàng khủng rồi cả nhà ơi, hàng khủng đó rồi. Mình đem cái bẫy này vô xì cua nè, đem bẫy này vô xì cua. Từ đây thấy bẫy nó lật nghiêng chuyện nó luôn, tưởng cái gì. Trời, nó nặng quá cả nhà ơi nè. Ôi, cả nhà ơi khủng nhất rồi, đầu năm này con này khủng nhất rồi. Con này khủng nhất rồi cả nhà, con này hơn 1 ký rồi. Ồ, con nó kìa. Ôi quá kìa. Ồ. Ôi cả nhà thấy sao? Ôi vui quá, sao? Ôi. Chất lượng là vàng. Trên cả tuyệt vời luôn. Cả nhà thấy sướng không? Trời ơi. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng và công việc may mắn suôn sẻ nha. Bạn đều như ý, ngàn đều tốt lành. Nay mời cả nhà cùng mình song hành để thăm bẫy tiếp nha. Nay đi đem theo 5 con chuột rồi. Mớ lúa rồi đây có thêm 3 cái bẫy xì cua nữa. Để gì mình có rắn thì mình thế vô mình ấy luôn. Rồi có gì đặt thêm. Rồi đặt thêm mấy cái nữa. Bóc chỗ này giờ chỗ kia vậy đó. Rồi để cả nhà cùng mình đi tới bẫy rồi mình quay cả nhà xem nha. Đây mới thăm cái trong góc này dính liền con. Con hoàn thành cũng không lớn, tương đối mà nó vô nó ép cái gì mà mấy cái hòm này yếu, nó ép bung hòm hết, ép ói con chuột ra ngoài chừng 3 lạng rồi nha. Ói con chuột ra dòi không ép, ép cái hòm đầu, cái hòm đầu này cong hết rồi luôn kìa rồi nha. Đâu không lớn đâu. Nên này ở đây cái ngày thì bị chó nè làm banh nó thơm mà mình sửa lại và làm đồ đựng rắn. Tại hôm nay mình nãy mình có nói mình quên không đem theo cái ba bị đựng rắn. Bây giờ lấy cái này đem về sửa ho mà sẵn đựng rắn mang về luôn. Rồi bác cho các bạn xem ha. Giỏi không? Ứng lắm. Nãy có một điện thoại đang quay nên bắt cả nhà xem có điện thoại. Giờ bắt cả nhà xem nha. Mẹ chỗ ba lạng này mà nó thấy nó lanh lợi quá. Hung dữ quá. Nè cưng. Nè. Con này nó khịt nha cả nhà, ớn thì chứ khi nha, nhỏ xíu mà khi nha. Cả nhà nhỏ xíu mà nó khì ghê. Bỏ vô đây. Đầu cứ vô mấy chui vô cứ. Chui vô cho mày. Rồi. Đây mình vô chuột đặt lại nha cả nhà. Chuột thăm nữa cả nhà. Ôi giời. Ôi giời tôi kẹt đầu chết ngắt rồi. Rồi, hổ hành. Chết ngắt thứ quắc luôn. Cái này là mình canh rắn lớn nè, con rắn làm hư hom của mình á, bung hom á. Bây giờ 6-7 lần thăm mà không dính. Ô, con chuột còn sống nguyên. Mà nó cắn banh đầu con rắn là phải à. Rắn chịu không nổi nó. Thứ quá. Này mình ra ngoài mình xử lý. Thúi quá chịu ngọt. Rồi đặt thế cái bẫy khác vô. Mình tiếp tục thăm nữa rồi. Bẫy nó lột lắm mình chẳng dính con nào. Đặt bây giờ không dính con nào. Rồi bữa nay không dính nữa. Nhẹ ra.
sống canh rắn bự à, khó quá. Lâu lắm rồi không dính, chuột cắn canh banh hết rồi. Để bỏ lưới cho nó đặt lại rồi, tiếp tục thăm nữa cả nhà. Chuột đâu không thấy ra chào rồi. Ô nó ra nó chào rồi. Nhặt hoài không dính thôi. Bây giờ phải chắc hết rắn rồi. Để lại thăm thêm lần nữa coi sao. Này bỏ lúa đặt thế đây cả nhà. Cái bãi này nha. Lậm rạp quá trời luôn. Ô con thằng lằn. Để con rắn gì. Rắn mối. Trời ơi bích bùng hết rồi. Này rút về. Wow. Gì vậy? Có con gì mà nặng dữ vậy? Chuột tha rác á. Biết ngay mà trời anh tha rác tôi nặng y. Thì có con gì? Con chuột này sống dai siêu phạm luôn, nó đuôi một mắt. Mà cả 20 ngày nay sống ở đây bình thường. Thôi hết tắng khúc này. Mình dỡ bẫy đi. Tiếp tục thăm bụi kèo rồi nha. Đây mình có một cái bị máy cuốc nó cuốc đi mới kêu à. Còn cái này thì trời chịu không qua gom mà không có quay. Cái này dính có con hậu hành thăm 7-8 lần dính được con. Hết luôn. Đây cặn cái bên này mình qua hành cuốn về luôn. Đây, còn có một cái lẻ loi nó không vô thăm. Nhưng cũng không biết chừng nhiều khi mà nó có rắn chạy mình lại ham mình để lại. Tới bãi bên quay này cả nhà, thăm này đến hôm quay mà thấy cảnh tượng thật là hải hùng. Rắn rắn vô không ăn được chuột, chuột giết chết rồi. Cái chuột ăn thịt rắn vô, rắn thúi thịt ăn vô bị sình bụng gì chết luôn. Bỏ tay luôn, mới chết cái gì kìa, mới chết à. Chưa tươi à, chưa ương nó mắt còn mở luôn. Này kia bằng chết không nhắm mắt kìa. Tức tưởi luôn. Có tài. Để xử lý đặt lại thì phúi quá. Hàng khủng rồi cả nhà ơi, hàng khủng đó rồi. Mình đem cái bẫy này vô xì cua nè. Đem bẫy này vô xì cua. Từ đây thấy bẫy nó lật. Nó lật nghiêng chuyện nó luôn, tưởng cái gì. Trời nó nặng quá cả nhà ơi nè. Ôi ôi. Cả nhà ơi khủng nhất rồi. Đầu năm này con này khủng nhất rồi. Con này khủng nhất rồi cả nhà, con này hơn 1 ký rồi. Ồ con nó kìa. Ôi quá cơ. Ồ. Rồi cả nhà thấy sao? Ôi vui quá. Sao? Ôi. Chất lượng là vàng. Trên cả tuyệt vời luôn. Cả nhà thấy sướng không? Trời ơi. Mà đem đặt lại thế này. Đem này ra. Sướng quá, sướng quá, quá sướng rồi. Không tưởng tượng được hết cái sướng này. Mình nghi lắm mà trong đây thế nào có rắn bự mà. Rồi sát ra ngoài. Ở đây nó nguyên cái khu xưởng à. Có bò dưới gai nè cả nhà. Cái xưởng ngoài chó sủa nhí nhố nhố bên đó. Đó, ngoài đường ta chạy. Mình phải leo rào qua đó đó. Mình leo rào qua đó vô đây mình đặt xem để ngoài nó nguy hiểm lắm. Đó. Rồi tạm ngưng rồi nha. Đang tiếp tục thăm khu nhà lâu đài biệt thự rồi cả nhà. Đây ông xin ông chú bảo vệ ông cho vô trong đi đặt. Đây gửi xe đây. Gửi xe lên đây đi vô trong. Con đi vô thăm bảy chú. Đây. Nhà đấy. Đó, phía trước là quán cà phê. Quá trời người đông. Phía sau là nguyên lô đất trống. Ở bên sau căn nhà này thì là cái biệt thự, cái lâu đài á. Cái đó phải nói là cái lâu đài chứ, lâu đài thì nó quá lố nhưng mà cái biệt thự thì nó bự quá. Mấy trăm mét vuông. Quá trời tiện. Cái này để mình bước qua đó rồi mình quay tiếp nha. Trời ơi bên này nước lớn quá. Nếu bữa mình ra cái gốc cây sỏi mình ngồi mình rửa tay mình đi bộ nó khô. Cái này là cái bãi bên kia của mình ngập rồi. Cái bãi mà đặt rồi dính rắn bự á.
ngập rồi, chỉ còn mấy cái trên cao thôi. Đó, tà lâu đài cả nhà thấy không? Rung lại nhà xem nha. Đó, đứng phong cách lâu đài đúng không? Đó, kéo lại gần nhá, cái này gần không được rõ lắm. Đó. Rất là rộng. Trong đây mình nắm khoảng gần 3 công đất không hết. Bữa mình nói khoảng 2 công, cái này là trên 3 công đất. Mùa mưa thì có nước vậy nè, có cá. Mùa nắng thì có tồn động nước nè. Hôm bữa mình vô còn thấy bịp cái quốc cò gì nó bay. Mà thằng em là chủ nhà này, nó nói là có tròn nữa. Mình nghĩ tròn nó chắc ai nuôi xảy ra chứ đây là còn rừng đâu, bao nhiêu năm nay là còn tròn. Đó, đúng không cả nhà? Nhưng mà nó kêu là có người bắt được tròn nhậu rồi. Thằng em nó mười mấy tuổi. Rồi, để mình tới cái bãi mình quay cho cả nhà xem nha. Cái đầu tiên trong khu lâu đài đây rồi. Lâu đài là xây chưa hoàn thiện nha cả nhà, đang còn sơn chát thì nội thất bên trong đó. Mình đặt giày vô đây luôn rồi, mình trúng quá mình đặt thêm vô, có gì nó nhanh đánh nhanh rút gọn. Có gì không đây, gì mà thấy bích chịch thôi mà không thấy con chuột đâu hết vậy trời. Thôi ra coi, trời ơi. À, chuột còn sống chứ. Sống sao cái bẫy nó để dơ hàm kìa. Chuột còn sống, rồi để lát ra xử lý nó. Đi thăm cái kia coi, nó sợ nó bị ngập nước, nó chết chuột uổng. À, chết rắn chứ. Rồi, nguy cơ ngập nước rồi cả nhà ơi. Cái bẫy kia dính rắn bự, đang ngập nước rồi. Ui chuột, con gì mới phóng xuống ghê vậy trời. Ếch theo gì. Ớn à, chè rồi, kêu quá trời rồi đó. Đó, ngoài bẫy mình đâu rồi. Ô ngập nước rồi, trời ơi. Nhưng có dính con gì không, dính chắc biết chết luôn á trời. Có ngập kìa. À không dính con gì rồi, thấy con chuột nó buông đầu kia, tức là một đầu còn, một đầu cao nó còn sống được. Hên quá. Mà để giờ lên cao thôi. Nước dâng lên vậy cũng không có rắn nữa, lên gõ rồi. Ở trong đây nó không có nước thoát, không thoát được nước. Rồi để mình xử lý, mình đặt lại rồi nha. Tiếp tục với cái thứ ba trong khu này. Cái này thì rồi mình đặt chỗ này. Giờ anh đây thì nó bị chết rồi, chết rắn, rắn chết thường mà. Không biết có gì không đây. Ôi nhẹ ra rồi. Đặt lần đầu nhảy quá, sao giờ chậm vậy ta. Còn hai cái cuối, ba cái cuối nữa. Bỏ lúa cho đặt tiếp. Mưa xuống, chỗ này bữa mình bắt rắn nè. Mưa xuống, sỏi nó chín rụng đầy gốc nè. Ô thúi. Mấy cái sỏi mà chim ăn. Ồ cái này cũng vậy, thúi luôn, uổng quá. Chim ăn. Còn quá nhiều trái trên. Bên này là cái bờ tường ở tòa lâu đài này nè. Đây là con ranh giới khuôn viên người ta đào tôn lại đỡ nè. Mình muốn ta xây tường lên. Rồi mình cùng đi thăm cái nữa nha. Tiếp tục thăm nữa cả nhà. Cái này thì rồi không có dính, có cục gạch đè nên thấy nặng nặng. Nên có gì không? Khều cục gạch ra trước đi. Nếu mà giờ nó có nặng này hơn. Thì hình như có nặng nha. Nặng hay là dướng dây thôi trời. Ý có nặng, có nặng. Ý có rồi. Có rồi, có rồi cả nhà. Phải vậy chứ trời ơi. Trong khu này mình hy vọng mà. Trời ơi. Phải vậy chứ. Dính rồi, không, lần trước không dính, lần này dính rồi. Ha. Cũng nửa ký rồi nha. Ở kia á, con này trong hang ra gì dạng ươm à, lâu đài đó, đó lâu đài đó, lâu đài đó, đó đặt ngay chân lâu đài luôn. Để qua đây thăm cái nữa mình phải luôn, chỗ này mình đặt dày lắm, khu đất là 3 công đất mình đặt 6 cái luôn. Có cái nữa này, cái này vừa dính dính này cả nhà, giờ cái này dính, dính còn nửa ký nè. Cái này có gì không đây?
À, thấy cũng nặng nặng nha. Ô không có gì, anh chuột anh ra anh chào. Dướng cái dây. Dướng dây nặng chứ không phải là dính cái gì nặng. Rồi xen kẽ có cái này dính cái kia không dính cũng được. Đợt trước được hai con, đợt này mới được có một con. Bỏ lúa cho nó cái. Rồi bác bán cái cả nhà xem nha. Sáng đi thăm lại may thêm hai cái bao nữa. Cứ bán rắn thì đưa bao cho bạn bè lấy riết hết. Nó chưa đưa lại nên mình phải may bao mới không à? Luôn luôn may bao mới. Ra nó nỉ vậy, nó ăn chuột tiêu quá rồi nha, chứ không mình lùa vô chứ cầm vậy là nó ói ra nữa, đúng lắm. Rồi để em cho chuột đặt lại này nè, ngắt cho đỡ tốn thời gian. Mình về đến nhà rồi nè, mình bắt đầu bắt con rắn này ra, mình quay cho cả nhà xem và mình cân luôn ha. Bây giờ trước tiên đó mình phải cân cái bọc ni lông mà cái bịch rắn mà mình mới may này nó nhỏ không biết này nó nặng bao nhiêu. Mình cân lên đó xem là con rắn này ấy thì đầu năm giờ mình nghĩ con này con bự nhất của mình, con hành bự nhất của mình. Ờ đúng 100 gram này nè, đúng 100 gram. Đúng 100 gram nha. Rồi tạm ngưng nha, là mình bắt đầu mình này. Rồi bắt đầu mình bắt cho cả nhà xem nha. Con này nó bự quá thì đầu năm bây giờ mình mới dính con này, mà ngày hôm qua mình thương cát á, lúc mà mình live cái có một đồng chí em bạn nào á cũng đồng nghiệp hay sao á, nhưng mà không có làm, không biết có làm kênh không, nói là đầu năm bây giờ hả, à hôm qua hôm kia mới dính con họ hành 2 kg bỏ vô nấu nấu cháo đậu xanh. Ủa, nghe thấy là hả thèm luôn, còn gần 2 kg mà họ hành 2 kg. Hồi giờ mình cũng chỉ nghe một người bạn ở trên Bình Phước phải dính thôi nha, chứ chưa thấy nha, chưa thấy là chưa thấy đăng, chưa thấy ai đăng cái họ hành 2 kg hết á, chỉ nghe nói thôi. Ờ, hôm nay mình bắt ra cho mọi người xem. Nó chạy. Nó ỉa. Nó ra cái nó chạy liền rồi cả nhà. Ôi bự quá. Nè đó. Ôi có con anh kìa. Con anh kìa cả nhà. Nè. Ôi con nữa kìa. Đầu nó nè. Ủa đã không mà nha. Thiệt á. Con này từ đầu năm giờ mình mới thấy thôi. Giờ mình tạm ngưng mình bỏ vô bịch nha. Mình cân cho nhà xem ha. Cho nó nặng được nhiêu ha. Bỏ vô bịch xong rồi mình cân. Nó không chịu vô. Vô bịch đây con. Năm ngoái thì mình được con 1.450 kg rồi với một con 1.3 kg. Nhưng mà con này năm nay là con nước ngần này đánh cái gì, con này đánh cái vậy nha. Tôi rất ngắn. Thì đánh cái hy vọng còn đánh được nữa. Vô. Rồi. Rồi được bao nhiêu đây? Chồng nó sướng tay quá. Trời ơi nó mạnh. Để cột nó vô. Thôi tạm ngưng cái để quay nhiều quá. Đây mình quay rồi. Để lên coi được nhiêu nha. Trời ơi. Thấy coi bộ chắc 1 kg quá. Mình cầm mình ước luôn cả 1.2 kg nghe thấy ớn quá. Ôi cha. Được 1.1 kg yếu. 1.1 kg yếu rồi nha. Thì tức là cái này 100 g nè, cái bịch nè. Thì cái này nó gần 1.2 kg, 1.2 kg yếu xíu à, gặp thôi. Thì hai yếu xíu. Hai yếu xíu nó mà được 1.2 kg thì con này được 1.1 kg, nhưng mà 1.2 kg yếu xíu thành ra con này nó 1.1 kg yếu. Ôi chà. Đã quá. Con nó sướng. À nhà có thanh bụng nó nè. Nè, nó bự nè. Ôi bụng. Sướng ghê luôn.
Đã ghê luôn. Này anh em đồng nghiệp thì bẫy nhiều, bẫy với có kinh nghiệm nhiều lâu năm á, thì gặp mấy trường hợp này hoài, nhưng mà mình thì ít lắm. Năm ngoái mình được con khí 350 mà đó chưa biết làm kinh á, có quay lên mấy cái clip đầu cho cả nhà coi mấy clip đầu mà mình nói là cái đây đó gọi là hàng khủng chưa đó, mà mình quay ở giữa đồng nó quay trực tiếp bằng 3G, cái cuối cùng nó yếu quá, nó lên hình ảnh không, nó không lên âm thanh. Đó là được 7 phút mấy cái con đó, xong sau về nhà mình cũng bắt, mình cũng quay. Con đó là 1,350 kg, còn lớn nhất trong cái hộ hành hồi đó mình bắt được. À 1,450 kg. 1,450 kg. Còn cái con 1,3 kg thì sau này mấy tháng sau mình bắt được. Tức là năm ngoái mình được 2 con, một con 1,450 kg với một con 1,3 kg. Còn mà 9 lạng mấy ký, ký 1, ký 2 gặp nhiều lắm. Chứ là ký yếu, ký giác rồi gặp nhiều, năm ngoái gặp nhiều lắm. 6, 7 con, 7, 8 con gì đó, cả chục con có đó. Mà dạng đó, còn cái hàng lớn thì hôm nay đầu năm giờ lại được con này lớn nhất đây, con hộ hành này lớn nhất. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video.